Mới đây, bên trên mạng cộng đồng chia sẻ đoạn clip đánh dấu hình ảnh người bà xã ôm con bé dài bắt quả tang chồng cùng nhân tình đèo nhau bên trên phố khiến đa số chúng ta xôn xao. Theo đó, khi bắt gặp chồng cùng bộ bên trên đường người bà xã ôm con lao đến giật chìa khóa xe máy. Lúc này, người chồng lớn tiếng rằng co nhu cầu bà xã đưa chìa khóa, đưa chìa khóa đây, tao nói mày đưa chìa khóa không. Nghe tiếng bố quát lớn nên đứa bé bỗng đã khóc ngừng lên lúc này người bà xã lên tiếng nhu cầu tất cả về nhà nói chuyện rõ ràng, bây giờ nói chuyện hoàng coi. Một người con gái trung niên đi cùng cho là mẹ chồng đã lên tiếng mắng giết cô nhân tình, nó có bà xã có con rồi mày còn rủ nó đi ăn, đi ăn cái gì? Bực tức gì thấy bà xã gọi mẹ ra cùng, người chồng liền dung tay đấm mạnh về phía bà xã, mày kêu ra làm cái gì, mày kêu bà làm cái gì? bất bình trước hành động của con trai, mẹ chồng đã ra đứng chắn trước mặt, thậm chí đánh con trai để bảo đảm con dâu rồi mắng giết cô nhân tình, mày làm như thế có hay không? Mày vào tổ này mày phá hoại hạnh phúc gia đình người ta có hay không mày? Lúc này, anh con trai mới lại gần mẹ vừa dàn chiếc chìa khóa xe nhưng cũng không có găng nặng lời chỉ nói, trả chìa khóa cho con, trả chìa khóa cho con đi mẹ. Sau khi lấy chìa khóa, người bầy ông này liên đưa cho nhân tình chẳng thể làm cái gì khi chứng kiến chồng đi với người khác còn ra mặt bên nhân tình, người bà xã liền nói, em giao con cho anh với chị này nuôi chứ một mình em nuôi không nổi. Em chỉ muốn chị về nhà nói chuyện hoàng thôi. Mẹ chồng liền tới bế cháu giao cho con trai. Trong lúc cả nhà ba người còn đang nói chuyện đôi co, thì cô nhân tình đã phóng xe máy bỏ đi. Ngay khi đoạn clip bên trên chia sẻ lên mạng cộng đồng đã chống dánh thú hút sự chăm chú của cộng đồng mạng nhiều người lên tiếng chỉ trích hành động ngoại tình của người chồng dẫu thế cũng ít nhiều người cảm nhận thấy nàng dâu có phần đỏ may mắn khi mẹ chồng yêu thương che chở hết mực thậm chí ra mặt đánh mắng con trai để bảo đảm con dâu mình